Quyền 81, phần Nhiếp Thích, phẩm thượng. Như vậy đã thuyết giải thích Nhiếp Quyết Trạch sao gọi là Nhiếp Thích. Ô Đà Nam nói chung: thể văn nghĩa thích pháp, khởi nghĩa nạn thứ thầy, thuyết chúng thính khen Phật, lược rộng học thắng lợi. Sao gọi là thể? Là thể khế kinh, lược có hai chủng: một văn, hai nghĩa. Văn là sở y, nghĩa là năng y. Hai chủng như vậy gọi chung là một, là tất cả cảnh sở tri. Một văn có sáu chủng: A danh thân, B cú thân, C văn thân, D lời, E hành tướng, F cơ thỉnh. A danh thân, thêm lời để cùng hiểu biết hơn, tăng ngữ, đây lược có 12 chủng: một danh giả lập, hai danh thật sự, ba danh tương ứng đồng loại, bốn danh tương ứng dị loại, năm danh theo đức tính, sáu danh giả thuyết, bảy danh đồng hiểu rõ, tám danh không đồng hiểu rõ, chín danh hiển, 10 danh không hiển, 11 danh lược, 12 danh rộng. Danh giả lập, bên trong giả lập danh là ngã, hữu tình, mạng giả, bên ngoài giả lập danh là bình bát, y phục. Danh thật sự trong nghĩa các căn mắt, sắc, lập danh là nhãn. Danh tương ứng đồng loại, danh của hữu tình, sắc, chấp thọ đại chủng. Danh tương ứng dị loại, danh Phật trao cho những đức tánh khác nhau của sự vật như xanh vàng. Danh theo đức tính biến ngại, nên danh là sắc, lãnh nạp, nên danh là thọ, phát ánh sáng, nên danh là mặt trời. Hết thảy danh thuộc lại như vậy. Danh giả thuyết, cách xưng hô rất ít nhưng đặt danh rất nhiều, hoặc các danh khác được an lập mà không cần quan sát đối đãi nghĩa mới có được. Danh đồng hiểu rõ, ở nơi một sự việc cùng tưởng hiểu biết. Danh không đồng hiểu rõ, trái với tướng trên. Danh hiển là nghĩa dễ hiểu, danh không hiển là nghĩa khó hiểu, như minh chú, đạt là nhị đồ. Danh lược là danh một tự chữ, danh rộng là danh nhiều tự. B cú thân tức là đầy đủ danh và tự, đây lại có 6 chủng: một cú không đầy đủ, hai cú đầy đủ, ba cú sở thành, bốn cú năng thành, năm cú tiêu biểu, sáu cú giải thích. Cú không đầy đủ, do văn không rốt ráo, nghĩa không rốt ráo nên biết lại do cú thứ hai thì cú thứ nhất mới được đầy đủ. Như nói, chớ làm các điều ác, phụng hành các việc lành, khéo điều phục tự tâm là chư Phật Thánh dạy. Trong đây nếu chỉ nói các ác thì văn không rốt ráo, nếu nói các ác ấy thì nghĩa không rốt ráo, nếu thêm chớ làm thì mới được đầy đủ, tức là cú đầy đủ. Cú sở thành, cú trước do cú sau mới được lập thành. Như nói, các hành vô thường, pháp có khởi tận, sanh ác diệt vậy, kia tịch là vui. Trong đây vì thành các hành vô thường nên kế nói pháp có khởi tận, trước có sở thành, tức là cú sở thành, sau là năng thành, tức là cú năng thành. Cú tiêu biểu như nói tánh thiện, cú giải thích, tức là chân chánh hướng đến hạnh của bậc thiện sĩ. C tự thân, hoặc rốt ráo hoặc không rốt ráo, danh cú làm chỗ nương cho 49 tự. Trong đây dục là danh đầu, danh là cú đầu, cú hẳn có danh, danh hẳn có tự. Nếu chỉ có một tự thì không thành cú. Lại nếu có tự mà không được nhiếp bởi danh thì chỉ là tự mà không có danh. Hỏi nhân duyên nào thi thiết ba chủng thân là danh cú tự thân? Đáp, vì khiến lãnh thọ cái thọ được sanh khởi do tiếp xúc với các thêm lời. Hỏi nghĩa danh là gì? Đáp, năng khiến cùng rõ biết trùng trùng nên gọi là danh. Lại năng khiến ý tác trùng trùng tướng nên gọi là danh. Lại do chỗ xưng hô của ngôn ngữ nên gọi là danh. Nhiếp thọ các danh khiến hiển rõ rốt ráo nghĩa chẳng hiện thấy nên gọi là cú. Vì theo đó hiển danh cú nên gọi là văn tự. Như thế tôn thuyết về thêm lời và cách thêm lời cho đến nói rộng. Trong đây thêm lời tức là danh tương ứng tất cả những nhóm đồng loại. Cách thêm lời bao gồm các nhóm đồng loại, dục, năng phát khởi kia. Từ tự ở đây tức là lời tương ứng kia, lại tức lời đầy hoặc tiêu biểu hoặc giải thích, mỗi vấn đề đều riêng khác. Chỗ nương của vấn đề gọi là cách thêm lời. Thí thiết tức là mỗi mỗi phân biệt. Thí thiết kiến lập chỗ nương của vấn đề kia gọi là cách thêm lời kia. Dục tức là từ không có dục khác. Đây tức là thí thiết cách thêm lời. Lại danh thân lược có 6 chỗ nương: một pháp, hai nghĩa, ba bồ đào già la, bốn thời, năm số, sáu nơi chốn. Nếu rộng tuyên thuyết nên biết như trong văn sở thành địa. Đề lời
Nói lược đủ có 8 phần, đó là lời đầu tiên, lời mỹ diệu, do lời kia tương ứng phần cú cho đến thường thuận theo hướng đến phần tư lương, nên năng thuyết chánh pháp. Lời đầu tiên vì hướng đến cùng niết bàn là đầu tiên, lời mỹ diệu vì âm thanh trong trèo như ca lăng tần già. Lời hiển rõ vì từ cú văn đều thiện xảo, lời dễ hiểu vì khéo biện thuyết, lời vui nghe vì dẫn phát nghĩa, lời không nương vì không nương mong cầu người tín phục mình, lời không trái nghịch vì biết lượng mà nói, lời vô biên vì rộng sâu khéo léo. Tám chủng lời như vậy tóm lược đủ ba đức. Một, đức hướng đến là chủng đầu tiên. Hai, đức của tự thể là chủng thứ hai. Ba, đức do gia hạnh là các chủng còn lại. Tương ưng tức là khéo an lập thứ lớp danh cú văn thân. Lại tương ưng nương bốn chủng đạo lý trợ bạn, vì thứ lớp năng thành tùy thuận, vì thứ lớp giải thích trong sáng, vì hiện rõ ràng văn cú hỗ trợ thanh tịnh, vì kéo nhập các tâm. Tương ứng vì chúng hội, vì ứng cúng, vì đúng pháp, vì dẫn nghĩa, vì thuận thời, thường thuận theo hướng đến phần tư lương, vì ân trọng sâu nơi tất cả sự thực hành, hằng thường thực hành gọi là thường thuận theo phần tư lương, tức là chánh kiến, vì chánh kiến đây là tư lương của thường thuận theo vậy. E, hành tướng, tương ứng các uẩn, tương ứng các giới, tương ứng các xứ, tương ứng duyên khởi, tương ứng xứ vì xứ, tương ứng niệm trụ, tương ứng hết thảy ngữ ngôn hoặc thanh văn thuyết hoặc Bồ Tát thuyết hoặc Như Lai thuyết, đây gọi là hành tướng. F, cơ thỉnh, tức là nhân người thỉnh hỏi mới khởi ngôn thuyết. Lại nữa, do căn đây sai khác nên biết có 27 chủng bộ đặc giả là sai khác, trong đây do căn sai khác nên thành hai chủng. Một, người độn căn. Hai, người lợi căn, do hành sai khác nên thành 7 chủng, như người hành tham trong thanh văn địa đã thuyết, do chúng sai khác nên thành hai chủng, một chúng tại gia, hai chúng xuất gia, do nguyện sai khác nên thành ba chủng, một thanh văn, hai độc giác, ba bồ tát, do có thể cứu độ, không thể cứu độ sai khác nên thành hai chủng, một người có pháp bát niết bàn, hai người không pháp bát niết bàn, do gia hạnh sai khác nên thành chín chủng, một người đã nhập chánh pháp, hai người chưa nhập chánh pháp, ba người có chướng ngại, 4. Người không chướng ngại. 5. Người đã thành thục. 6. Người chưa thành thục. 7. Người đầy đủ phước. 8. Người không đầy đủ phước. 9. Người không phước. Do chủng loại sai khác nên thành hai chủng. 1. Người. 2. Không phải người. 6 chủng như vậy gồm chủng có 4 tướng gọi là văn. 1. Tướng sở thuyết tức là danh thân, cho đến sau là hành tướng. 2. Tướng sở vi tức là cơ thỉnh, nhiếp 27 chủng bộ đặc giả là. 3. Tướng năng thuyết tức là lời. 4. Tướng người thuyết tức là thanh văn Bồ Tát Như Lai. 6 chủng như vậy đều hiển văn, nếu khuyết một chủng không thể hiển nghĩa, do năng hiển nghĩa cho nên gọi là văn. 2. Nghĩa nên biết lược có 10 chủng. A. Nghĩa địa. B. Nghĩa tướng. C. Nghĩa tác ý. D. Nghĩa nương. E. Nghĩa quá hoạn. F. Nghĩa thắng lợi. G. Nghĩa sở trị. H, nghĩa năng trị. Y, nghĩa lược. G, nghĩa rộng. E, nghĩa địa, lược có 5 địa. 1. Từ lường địa. 2. Gia hạnh địa. 3. Kiến địa. 4. Tu địa. 5. Cứu cánh địa. Lại phân biệt rộng thì có 17 địa. Đầu tiên là 5 thức thân tương ứng địa, và cuối cùng là vô dư y địa. B, nghĩa tướng nên biết có 5 chủng tướng. 1. Tự tướng. 2. Cộng tướng. 3. Tướng giả lập. 4. Tướng nhân. 5. Tướng quả. Năm tướng như vậy đã biện cho phần tư sở thành điện. Lại có 5 tướng: 1. Tướng dị môn. 2. Tướng du già. 3. Tướng chuyển đổi. 4. Tướng tạp nhiễm. 5. Tướng thanh tịnh. 5 tướng như vậy nên biết đã phân biệt ở trước. Lại có 5 tướng: 1. Tướng sở thuyên. 2. Tướng năng thuyên. 3. Tướng tương ứng với 2 tướng trên. 4. Tướng chấp trước. 5. Tướng không chấp trước. Tướng sở thuyên là tướng năm pháp như đã thuyết trong năm sự. Tướng năng thuyền ở nơi kia nương danh vì muốn dụng ngôn ngữ tùy thuyết tự tánh sai khác, nên biết đây tức là tướng tự tánh biên kế sở chấp. Tự tánh biên kế sở chấp đây cũng có danh khác, cũng gọi là biên kế sở chấp, cũng gọi là hòa hợp sở thành, cũng gọi là tướng sở tăng ích, cũng gọi là sở chấp hư vọng, cũng gọi là chỗ hiển ngôn thuyết, cũng gọi là văn tự gia hạnh, cũng gọi là chỉ có âm thanh, cũng gọi là không có tướng thể, nên biết hết thảy loại sai biệt như vậy. Tướng tương ứng với hai tướng trên, tức là sở thuyên năng thuyên,
lại xoay vần tương ứng lẫn nhau, tức là tự tánh biến kế sở chấp làm chỗ nương tựa. Tướng nương chấp trước, như các ngũ phù từ vô thủy đến nay từng tục lưu truyền, chấp tự tánh biến kế sở chấp và tùy miên của kia. Tướng không chấp trước, như có người đã kiến đế, như thật rõ biết tướng biến kế sở chấp và thoát khỏi tập khí kia. Nếu tránh phân biệt thì tướng đây, như trong từ sở thành địa đã thuyết. C. Nghĩa tác ý là bảy chủng tác ý, đó là tác ý liễu tướng như đã thuyết ở trước trong phần thành phản địa, lại có 10 trí: 1 khổ trí, 2 tập trí, 3 diệt trí, 4 đạo trí, 5 pháp trí, 6 chủng loại trí, 7 tha tâm trí, 8 thế tục trí, 9 tận trí, 10 vô sanh trí. Tất cả trí đây đã biện trong phần thành phản địa, lại có 6 thức thân, đó là nhãn thức cho đến ý thức, đây cũng đã biện trong 5 thức thân địa và ý địa, lại có 9 chủng biến trì: 1 đoạn trừ khổ tập kiến sở đoạn hệ buộc dục giới biến trì, 2 đoạn trừ khổ tập kiến sở đoạn hệ buộc sắc giới vô sắc giới biến trì, 3 đoạn trừ diệt kiến sở đoạn hệ buộc dục giới biến trì, 4 đoạn trừ diệt kiến sở đoạn hệ buộc sắc giới vô sắc giới biến trì, 5 đoạn trừ đạo kiến sở đoạn hệ buộc dục giới biến trì, 6 đoạn trừ đạo kiến sở đoạn hệ buộc sắc giới vô sắc giới biến trì, 7 đoạn trừ thuận hạ phần kiết biến trì, 8 sắc tham tận biến trì, 9 vô sắc tham tận biến trì. Tất cả tướng kia đã biện trong tam ma hí đà điện, lại có 3 giải thoát môn là không, vô tướng và vô nguyện, nên biết tướng kia đã biện trong tam ma hí đà điện. Trong đây nên biết phân biệt các pháp, bao nhiêu chủng sự tư duy của tác ý, bao nhiêu sự sở tri của trí, bao nhiêu sự nhận biết của thức, bao nhiêu chủng biết khắp của biến tri, bao nhiêu sự giải thoát của môn giải thoát, dụng hết thảy vô lượng quán môn như thế để quán các pháp. D. Nghĩa nương lược có 3 chủng: 1 nương sự, 2 nương thời, 3 nương bổ đặc giả la. Nương sự lại có 3 chủng: 1 nương sự căn bản, 2 nương sự đắc phương tiện, 3 nương sự bí mẫn người. Nương sự căn bản lại có 6 chủng: 1 đường thiện, 2 đường ác, 3 thối đọa, 4 thăng tiến, 5 sanh tử, 6 niết bàn. Đường thiện là cõi trời cõi người, đường ác là các nẻo ác. Thối đọa lại có 2 chủng: 1 không từ phương khác, 2 từ phương khác. Chủng đầu tiên hiện thọ mạng tự nhiên thối giảm, như thọ mạng thối giảm thì sức khỏe giàu sang an vui tiếng tăm biện tài tự nhiên thối giảm, nên biết cũng vậy. Chủng thứ hai hiện dòng tộc thối giảm, tự tại tăng thượng thối giảm, dòng tộc nghèo nàn, lời nói không uy nghiêm, trí huệ hẹp nhỏ hiểm ác, không thể thu được sắc thanh hương vị xúc rộng lớn. Đối với sự thọ dụng rộng lớn trong lòng không vui thích, hết thảy loại như vậy gọi là thối đọa. Thăng tiến, tùy chỗ thích hợp trái với tướng trên, sanh tử tức là thăng tiến lên cõi thiện và thối đọa vào đường ác. Niết bàn, hai niết bàn giới là hữu dư y và vô dư y. Nương sự đắc phương tiện lại có 12 chủng, cũng là 12 chủng hành: 1 hành dục, 2 hành lìa, 3 hành thiện, 4 hành bất thiện, 5 hành khổ, 6 hành không khổ, 7 hành thuận phần thối, 8 hành thuận phần tiến, 9 hành tạp nhiễm, 10 hành thành tịnh, 11 hành riêng mình, 12 hành tha nghĩa. Hành dục như đã thuyết 10 chủng thọ dụng dục. Hành lìa tức ở nơi sự thọ dụng dục kia, biết rõ hết thảy đều vô thường nên nhàm chán để bỏ xuất ra, thọ trì cấm giới, thủ hộ căn môn. Hành thiện, hành thí giới, tu thiện hữu lậu. Hành bất thiện là 3 chủng ác hạnh. Hành khổ như không mặc y phục để lộ thân thể, hết thảy loại như vậy cho đến nói rộng. Hành không khổ như không xả bỏ pháp có được an lạc, xa lìa hai biên, chỗ gọi biên hành thọ dụng dục lạc và biên hành tự khổ hạnh. Y chỉ trung đạo như pháp truy cầu và chân tránh thọ dụng y phục. Hành thuận phần thối sở hữu hành năng chướng thọ các sự thăng tiến. Hành thuận phần tiến nên biết trái tướng hành thuận phần thối như trong kinh Anh Vũ đã thuyết. Hành tạp nhiễm được có 3 chủng: 1 nghiệp tạp nhiễm, 2 phiền não tạp nhiễm, 3 điều chuyển tạp nhiễm, nên biết trong đây có 9 cú căn bản. Nghiệp tạp nhiễm có 3 cú: 1 tham dục, 2 sân khỏe, 3 ngu si. Phiền não tạp nhiễm có 4 cú, gồm 4 điên đảo. Điều chuyển tạp nhiễm có 2 cú: vô minh và hữu ái. Vì sao như thế? Do ba căn bất thiện sanh khởi trùng trùng nghiệp tạp nhiễm, do 4 điên đảo năng phát trùng trùng phiền não tạp nhiễm. Phiền não đã sanh
lại do muôn vô minh khiến những người xuất gia sanh trùng trùng lưu truyền tạp nhiễm, do muôn hữu ái khiến những người tại gia sanh trùng trùng lưu truyền tạp nhiễm. Hành thanh tịnh được có ba học và năm địa, từ từ lường địa cho đến cứu cánh địa như trước đã thuyết, nên biết hết thầy học có chín cú căn bản, gồm tăng thượng giới học và tăng thượng tâm học, không tham không sân không si ở từ lường địa và gia hạnh địa. Tăng thượng tuệ học có bốn không điên đảo, minh và giải thoát ở kiến địa, tu địa và cứu cánh địa. Hành riêng mình là hành tự lợi như thành phần độc giác. Tuy các vị kia có lúc phát khởi hành lợi tha, nhưng gốc nguyện không phải lợi tha nên sở hành gọi là hành riêng mình. Hành tha nghĩa là hành lợi tha như chư Phật Bồ Tát, vì muốn lợi ích vô lượng chúng sanh, vì muốn an lạc vô lượng chúng sanh, cho đến nói rộng. Lại nói hành dục, hoặc có người năng chiêu cảm cõi thiện, vì muốn sanh đến cõi thiện về sau nên tạo tác nghiệp thiện, hoặc có người năng chiêu cảm đường ác, vì nhiếp thọ các dục bởi những việc phi pháp. Hành lìa, hoặc có người hủy phạm năng chiêu cảm đường ác, hoặc có người năng thành tựu trọn vẹn năng chiêu cảm đường thiện, và năng tạo tác từ lường niết bàn. Hành thiện, năng chiêu cảm đường thiện và năng tạo tác từ lường niết bàn. Hành bất thiện, năng chiêu cảm đường ác. Hành khổ, năng chiêu cảm đường ác, vì nương tà kiến nên tự thân thọ khổ. Hành không khổ, năng tạo tác từ lường niết bàn. Hành thuận phần thối, hành thuận phần tiến, tùy theo chỗ thích hợp hoặc thối đoạn hoặc thăng tiến. Hành tạp nhiễm, năng cảm sanh tử. Hành thanh tịnh, năng chứng niết bàn. Hành tự nghĩa chỉ khiến tự thân đến đường thiện, để đến thăng tiến chứng đắc niết bàn. Hành tha nghĩa khiến mình người cùng đi đến đường thiện, cùng đạt đến thăng tiến chứng đắc niết bàn. Đường sự bi mẫn người có năm chủng: một khiến ly dục, hai chỉ dạy, ba dạy dẫn, bốn khích lại sách tấn, năm vui mừng. Khiến ly dục của trách sáu chủng các hành phẩm hắc, hiện dạy lỗi lầm khiến lìa ái dục. Chỉ dạy vì muốn khiến thọ học các hành phẩm bạch, chỉ dạy bốn chủng đạo lý chân thật. Dạy dẫn chỉ bày khiến người được tín giải, an đặt học xứ khiến người chân chánh thọ hành. Ở nơi học xứ người kia đã được tự tại, liền thỉnh hỏi: tôi hiện nay nên tránh học thế nào duy nguyện thầy dạy dân? Bậc thầy dạy rằng: này ông nên chân chánh tu học, nên thực hành học xứ như vậy như vậy. Khích lệ sách tấn, nếu hữu tình kia ở nơi sở tri sở hành sở đắc, trong tâm sanh nhàm chán thối thất, bây giờ phải khen ngợi khích lệ tâm người kia, khiến kia ở nơi sự thực hành có đủ năng lực kham nhẫn. Vui mừng ở nơi tùy pháp hành pháp, người kia đã dũng mãnh tránh hành thì như thật tan thán khiến kia hoan hỉ. Lại nói chỉ dạy khiến người ly dục, hoặc khiến người ly dục mà không chỉ dạy, như dạy dẫn khiến người kia lìa dục mà nói như vậy. Như lời ta nói ông không được làm như vậy, ông này nhất định chẳng nên lặp lại, hoặc dằn kia rằng nếu ông làm như vậy ta tất sẽ làm như vậy như vậy, hoặc lại nhẹ nhàng bảo kia: Nếu là bạn hữu thân thiết của ta, tất chẳng nên làm như vậy. Hoặc có chỉ dạy mà chẳng khiến kia ly dục, như đối với một điều nào đó chỉ ra lỗi lầm cùng với công đức, nhưng chưa thể ngăn chặn khiến kia lìa lỗi lầm. Hoặc có chỉ dạy khiến kia ly dục, nhưng chỉ ra lỗi của kia khiến kia lìa dục. Lại nói dạy dẫn khích lệ sách tấn, tức là người mới đầu chưa thọ học thì khiến thọ học, đã thọ học rồi mà chưa thăng tiến hơn thì khiến thăng tiến. Vui mừng, nếu lúc người kia đã vui mừng sẽ được năm lợi ích thủ thắng: một, khiến người kia nơi tâm quyết định đối với điều đã chứng; hai, khiến người kia ở nơi công đức của sự chứng đắc còn lại phát khởi tâm hướng đến chứng đắc; ba, khiến người kia có tâm phỉ báng được thành tịnh; bốn, khiến người không thành tịnh tâm được an trụ; năm, khiến người đã thành tịnh càng thêm tăng trưởng. Nếu có Bồ Đạo giả nào vui mừng đối với việc thiện của người, nên biết tạo tác tăng trưởng việc vui mừng đây, năng cảm nghiệp, vừa lòng đẹp ý được sanh vào cõi trời. Nếu lúc mạng chung đã tùy sanh vào cõi kia, được nghe âm thanh vi diệu vừa ý, tất cả cảnh giới không gì, không đẹp ý. Tóm lại ở trong ba sự, thì sự căn bản có sáu chủng: từ đường thiện ban đầu cho đến sau cùng đắc bát niết bàn. Sự phương tiện có 12 chủng là 12 hành. Sự bi mẫn người có 5 chủng là 5 chủng bi mẫn chúng sanh. Trong đây do sự căn bản được tăng thượng, lại nương 12 hành tùy chỗ thích hợp khiến ly dục cho đến vui mừng. Nương thời được có 3 chủng sự lời nói: 1. Sự lời nói quá khứ; 2. Sự lời nói vị lai; 3. Sự lời nói hiện tại như kinh đã rộng thuyết. Nương Bồ Đạc Già La có tất cả 27 chủng Bồ Đạc Già La,
tử cần, yếu kém, đức nương hoặc sự hoặc thời, hoặc Bồ Đạc Già La đã thuyết như trên, mà chư Phật Tế Tôn rộng lưu truyền thánh giáo, cho nên thuyết tất cả kia gọi là chỗ nương. E, nghĩa quá họa, tóm lại mà nói, hoặc Pháp hoặc Bồ Đạc Già La xứng với nghĩa đáng dằn trách thì phát lời dằn trách. F, nghĩa thắng lợi, hoặc Pháp hoặc Bồ Đạc Già La xứng với nghĩa đáng xương khen thì phát lời xương khen. G, nghĩa sở trị, tất cả hạnh tạp nhiễm. H, nghĩa năng trị, tất cả hạnh thành tịnh. Như tham là sở trị, bất tịnh là năng trị, sân là sở trị, từ là năng trị, nên biết hết thảy loại như vậy. Y, nghĩa lược, tuyên thuyết các pháp tương ứng đồng loại. J, gì nghĩa rộng, tuyên thuyết các pháp tương ứng dị loại. Lại nữa, thuyết về kinh bất liễu nghĩa và kinh liễu nghĩa lại có hai chủng nghĩa lược: một danh lược, hai nghĩa lược. Như nghĩa lược thì nghĩa rộng cũng có hai chủng: một danh rộng, hai nghĩa rộng. Như Thế Tôn nói: Giá Lợi Tử, pháp ta sở thuyết hoặc lược hoặc rộng rất khó có người năng đắc hiểu ngộ như kinh thuyết rộng. Nên biết trong đây hiển thị Thế Tôn tuyên thuyết ở trong khế kinh thì văn rộng nghĩa lược, tuyên thuyết ở trong ứng tụng thì nghĩa rộng văn lược. Vì nhiếp mười nghĩa nên thuyết các thể loại trung gian. Tóm lại Ốt Đà Nam nói: Các địa tướng tác ý, chỗ nương đức, hồng đức, sở đối trị, năng trị, nghĩa rộng được nên biết. Như vậy đã lược thuyết Phật dạy mười chủng thể tánh nghĩa, các bậc thuyết pháp phải y thánh giáo nghiên cứu quán xét hoặc đủ hoặc không đủ mười chủng, đã tự mình tìm hiểu rồi, lại phải về người thuyết. Như vậy đã kiến lập văn nghĩa của thể các kinh, các bậc thuyết pháp nên dụng năm tướng thuận theo đó giải thích tất cả kinh Phật. Sao gọi là thích? Lược có năm chủng: một pháp, hai đẳng khởi, ba nghĩa, bốn giải thích vấn nạn, năm thứ lớp. Ban đầu nên lược thuyết các pháp yếu, kế nên tuyên thuyết đẳng khởi, kế nên tuyên thuyết nghĩa ấy, kế nên giải thích vấn nạn, về sau nên biện biệt thứ lớp. Một pháp, pháp lược có 12 chủng, bao gồm khế kinh 12 phần giáo, khế kinh xuyên suốt thật nghĩa, trường hàng thuyết trực tiếp đa phần nhất thọ ý thú thể tánh, ứng tụng là sau khi thuyết trường hàng lại tuyên thuyết kệ tụng, lại được nêu sở thuyết kinh bất liễu nghĩa, ký biệt, phân biệt rộng, lược nghĩa tiêu biểu và thọ ký nơi sanh xứ của các đệ tử đã qua đời. Phúng tụng, hoặc dùng một cú để thuyết, hoặc hai cú, hoặc ba, bốn, năm, sáu cú để thuyết. Tự thuyết, không thỉnh hỏi mà tự nhiên thuyết, vì khiến đệ tử được thắng giải, vì giáo hóa hữu tình phẩm thượng khiến an trụ lý thủ thắng, nên tự nhiên mà thuyết, như trong kinh nói, nay Thế Tôn tự nhiên tuyên thuyết. Duyên khởi, có người thỉnh hỏi nên thuyết, như trong kinh nói, một thời Thế Tôn ở vườn Nai, vì các bí sô tuyên thuyết pháp yếu, lại sở hữu nguồn thuyết nhiếp vào đạo tỷ nại gia, đều nương biệt giải thoát mà phát khởi, lại ở xứ đây phát lời như vậy. Thế Tôn nương nhân duyên như vậy, nương sự việc như vậy mà thuyết lời như vậy. Thí dụ, có kinh thí dụ, do thí dụ nên sáng tỏ nghĩa ẩn mật. Bổn sự, trừ bổn sanh, tuyên thuyết sở hữu các việc thuộc tiền tế. Bổn sanh, tuyên thuyết tự thân khi hành hạnh Bồ Tát ở đời quá khứ. Phương Quảng, thuyết đạo Bồ Tát, điều thuyết bảy địa bốn hạnh của Bồ Tát và thuyết 140 chủng pháp Phật bất cộng của chư Phật, bao gồm bốn nhất thiết chủng thành tịnh cho đến nhất thiết chủng diệu trí như trong Bồ Tát địa đã rộng thuyết. Phương Quảng, pháp đầy vì rộng lớn, vì số nhiều, vì quá sâu xa, vì trường cửu, tức phải rõ mãnh trải qua ba đại kiếp, ba tàng xí ra mới thành tựu viên mãn, cho nên gọi là Phương Quảng. Pháp vị tàng hữu, trừ Như Lai hoặc các thành phần, hoặc người tại gia thuyết pháp hy hữu lại thường, như trong các kinh nhân sự việc hy hữu mà khởi nguồn thuyết. Luận nghị, các kinh điển đều có Ma Đát Lý Ca xoay vòng khảo cứu chặt chẽ, như tất cả kinh liễu nghĩa đều gọi là Ma Đát Lý Ca. Ở nơi xứ kia, Thế Tôn tự phân biệt rộng thể tướng các pháp, lại ở nơi xứ kia, các thánh đệ tử đã được dấu tích kiến đế, đừng từ sở chứng mà phân biệt không điên đảo thể tướng các pháp, để cũng gọi là Ma Đát Lý Ca. Tức Ma Đát Lý Ca như vậy cũng gọi là A Tỳ Đạt Ma. Như ở thế gian, tất cả sách toán thơ luận đều có Ma Đát Lý Ca, nên biết trong kinh xoay vòng khảo cứu sâu xa thể tướng các pháp cũng là như vậy. Lại như các văn, nếu không có Ma Đát Lý Ca tức không sáng tỏ, như vậy khế kinh 12 phần thánh giáo nếu chẳng kiến lập thể tướng các pháp thì không sáng tỏ, nếu đã kiến lập tức được sáng tỏ.
Đại tướng Pháp nương đây mà được tuyên thuyết không tạp loạn, cho nên Ma Đắc Lý Ca Đây cũng gọi là A Tỳ Đạt Ma. Đại nương Ma Đắc Lý Ca Đây giải thích nghĩa các kinh còn lại cũng gọi là luận nghị. Hai, đằng khởi, do ba chủng chỗ nương hoặc sự hoặc thời hoặc Bồ Đạt Già La để theo đó mà thuyết, tức là Bồ Đạt Già La như vậy, có hành như vậy, khiến đề dục cho đến vui mừng. Ba nghĩa được có hai chủng, một nghĩa chung, hai nghĩa riêng. Do bốn chủng tướng nên nói là nghĩa chung, một vì dẫn kinh liễu nghĩa, hai vì phân biệt vô giáo các sự, ba vì hạnh, bốn vì quả. Hạnh lại có hai chủng, một tà hạnh, hai chánh hạnh. Quả cũng có hai chủng, một quả tà hạnh, hai quả chánh hạnh. Do bốn chủng tướng nên nói là nghĩa riêng, một phân biệt danh sai khác, hai phân biệt tướng tự thể, ba ngôn từ huấn dạy giải thích huấn từ, bốn nghĩa môn sai biệt. Ngôn từ huấn dạy giải thích lại do năm chủng phương tiện, một do tướng, hai do tự tánh, ba do nghiệp, bốn do pháp, năm do nhân quả. Nghĩa môn sai biệt nên viết lại do năm tướng, một tự tánh sai biệt, hai giới sai biệt, ba thời sai biệt, bốn vị sai biệt, năm Bồ Đạt Già La sai biệt. Trong đây tự tánh sai biệt tức là tự tánh sắc có 10 sắc xứ sai biệt, tự tánh thọ có 3 thọ sai biệt, tự tánh tưởng có 6 tưởng sai biệt, tự tánh hành có 3 hành sai biệt, tự tánh thức có 6 thức sai biệt. Hết thảy loại như vậy là tự tánh các pháp sai biệt. Giới sai biệt, dục giới sai biệt, sắc giới sai biệt, vô sắc giới sai biệt, thời sai biệt, thời quá khứ sai biệt, thời vị lai sai biệt, thời hiện tại sai biệt. Vị sai biệt nên biết có 25 chủng phần vị sai biệt, bao gồm ba vị thượng trung hạ sai biệt, ba vị khổ lạc không khổ không lạc sai biệt, ba vị thiện bất thiện vô ký sai biệt, ba vị văn tư tu sai biệt, ba vị tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ sai biệt, hai vị trong ngoài sai biệt, hai vị sở thủ năng thủ sai biệt, hai vị sở trị năng trị sai biệt, hai vị hiện tiền không hiện tiền sai biệt, hai vị nhân quả sai biệt. Bồ Đạt Già La sai biệt như 27 chủng Bồ Đạt Già La sai biệt đã thuyết ở trước. 4. Giải thích vấn nạn hoặc tự lập câu hỏi hoặc người đặt câu hỏi, thầy đều phải giải thích, nên biết vấn nạn đây được do năm tướng. Một, vì nghĩa chưa rõ khiến được hiển rõ, như nói văn đây có nghĩa gì. Hai, vì lời mâu thuẫn, như nói vì sao Thế Tôn trước sở thuyết khác nay sở thuyết khác. Ba, vì đạo lý mâu thuẫn, như có sự chỉ dạy trái với nghĩa bốn đạo lý. Bốn, vì sự chỉ dạy không quyết định, như nói cớ sao Thế Tôn ở nơi một chủ nghĩa mà hiển thị chủng chủng dị môn sai biệt. Năm, vì rốt ráo không hiện thấy, như nói bên trong ngã có thể tánh gì, có sắc tướng gì mà nói thường hằng không biến đổi, phải nên trần tránh trụ rõ biết hết thảy loại tướng vấn nạn như vậy. Ở nơi năm vấn nạn đây tùy theo thứ lớp mà giải thích, tức là ở nơi vấn nạn không rõ nghĩa hiển dạy phương tiện, ở nơi vấn nạn lời mâu thuẫn hiện ra ý hướng tùy thuận lãnh hội thông đạt. Như ở nơi vấn nạn lời mâu thuẫn hiện ra ý hướng tùy thuận lãnh hội thông đạt, thì ở nơi vấn nạn không quyết định, ở nơi vấn nạn rốt ráo không hiện thấy nên biết cũng vậy. Ở nơi vấn nạn đạo lý mâu thuẫn, hoặc dùng giáo khác mà xác quyết, hoặc lại hiển dạy bốn chủng đạo lý, hoặc lại hiển dạy nhân quả tương ưng, tức lời đây là tăng ích cho quả hoặc là tăng ích cho nhân. Lại ở nơi giải thích vấn nạn phải thiết lập bốn cách trả lời, một trả lời một hướng, tức là có người như lý đến hỏi thì kiến lập tánh tướng các pháp không điền đảo. Hai, trả lời có sự phân biệt, tức là có người như lý hoặc không như lý đến hỏi thì từ đó mà khai thị tánh tướng các pháp sai biệt. Ba, trả lời bằng cách hỏi trở lại, tức là khiến cả hí luận kia tự biết mình có lỗi. Bốn, trả lời bằng cách yên lặng, có bốn nhân duyên trả lời bằng cách yên lặng, đó là vì không có thể tánh, vì thẳm sâu, tướng đây đã thuyết như trong phần tư sở thành địa. Lại như có người hỏi như nay diệt rồi về sau hoặc có hoặc không. Đây ở nơi sở hữu lý thú, Thế Tục và Thắng Nghĩa Đế đều không nên trả lời, nên gọi là trả lời bằng cách yên lặng. Trong đây Như Lai được trung Thắng Nghĩa Đế là tánh chẳng phải có, cho nên không thể trả lời. Được trung Thế Tục Đế vì có đạo sở y và năng y trái nhau, nên quả kia vĩnh viễn đoạn trừ, vì kia không thành thật cũng không thể trả lời. Như Lai diệt rồi về sau hoặc có hoặc không. Năm, thứ lớp lược có ba chủng, một thứ lớp viên mãn, hai thứ lớp giải thích, ba thứ lớp năng thành. Vì muốn hiển thị ba thứ lớp đây
nên được dẫn bậc thánh giáo. Như Thế Tôn nói, ta xưa xuất gia rất hy hữu kể đặc bậc nhất, hy hữu kể đặc tột cùng. Lời đây hiển thị thứ lớp viên mãn hy hữu kể đặc, lại nói rằng ta từng ở trong cung, vua cha là Tịnh Phạn, dùng nhàn đoàn tránh cho để nói rộng. Lời đây hiển thị thứ lớp giải thích hy hữu kể đặc, lại nói rằng vì nghĩa gì mà xuất gia hy hữu kể đặc, do thấy pháp sanh lão bệnh tử. Lời đây hiển thị thứ lớp năng thành hy hữu kỳ đạo. Lại trong kinh lược thuyết các pháp như nói ba thọ là thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc. Hết thảy loại như vậy chỉ hiển thứ lớp viên mãn, các cố còn lại bổ sung đầy đủ cho thọ đây, nên gọi là viên mãn. Như thọ thì bốn đế cũng vậy, tức trước thuyết một cú, về sau thuận theo đó tuyên thuyết thứ lớp. Thứ lớp năng thành lại có hai chủng, hoặc lấy cú trước thành lập cú sau, hoặc lấy cú sau thành lập cú trước. Thứ lớp giải thích nên biết cũng vậy. Sao gọi là thầy? Thành tựu mười pháp gọi là vị thầy thuyết pháp viên mãn cao tướng. Một, khéo ở nơi pháp nghĩa, tức là ở nơi sáu chủng pháp và mười chủng nghĩa, khéo thông hiểu phân biệt. Hai, năng tuyên thuyết rộng, tức là đa văn, trì văn, tích tập văn. Ba, đầy đủ vô úy, tức là ở trong đại chúng thủ thắng, như sát đế lợi tuyên thuyết chánh pháp không khiếp sợ, lại nhân đây âm thanh thuyết pháp không khản, nách không chảy mồ hôi, không quên mất nhớ nghĩ. 4. Ngôn từ thiện xảo, tức là lời nói khéo léo đầy đủ, thành tựu tám tri thuyết pháp, giữa chúng phát lời ngôn từ rõ ràng, lời khéo léo đầy đủ, tức là văn câu tương ứng trợ bạn cho đến nói rộng. Thành tựu tám tri, tức là lời nói đầu tiên, lời nói mỹ diệu cho đến nói rộng. 5. Phương tiện thiện thuyết, tức là dùng 20 chủng phương tiện thiện xảo tuyên thuyết chánh pháp như dụng thời ẩn trọng. 6. Thành tựu đầy đủ tỳ pháp hành pháp, tức là không chỉ lấy lắng nghe cho là rốt ráo, phải ở nơi điều đã thuyết mà thực hành. 7. Đầy đủ oai nghi, tức là khi thuyết pháp, tay chân không loạn, đầu không động lay, mặt không biến sắc, mũi không đổi pháp, đi đứng qua lại uy nghi đĩnh đạc. 8. Tinh tấn dũng mãnh, tức là ở nơi pháp chưa nghe thường vui lắng nghe, nơi pháp đã nghe khiến truyền chuyển sáng tịnh, không xả du già, không xả tác ý, tâm không xả lìa nội samatha, chín không nhàm mỏi, vì bốn chúng rộng tuyền diệu pháp, thân tâm không mệt mỏi. 10. Đầy đủ lực an nhẫn, tức là bị kẻ khác mắng chửi chọn không phản trả, oán giận bị khinh miệt, không sanh yêu não hận hiểm cho đến nói rộng. Sao gọi là thuyết chúng? Ở nơi năm chúng dụng tám chủng lời nói để tuyên thuyết. Những gì là tám? 1. Lời nói khiến hỷ lạc. 2. Lời nói khéo khai sáng dẫn pháp. 3. Lời nói khéo giải thích vấn nạn. 4. Lời nói khéo phân tích. 5. Lời nói khéo tùy thuận khiến dẫn nhập. 6. Lời nói khéo dẫn chứng khác nhau. 7. Lời nói biện tài thù thắng. 8. Lời nói nương theo tông. 5 chúng: 1 chúng tại gia, 2 chúng xuất gia, 3 chúng tịnh tín, 4 chúng tả ác, 5 chúng trung gian. Lời nói khiến hỷ lạc, nên biết có 5 tướng: 1 có nhân chứng, 2 có thí dụ, 3 lời đầy đủ viên mãn, 4 văn cầu mỹ diệu, 5 ngôn từ hiển rõ. Lời khéo khai sáng dẫn phát, khai sáng nghĩa ẩn kín thẳm sâu khiến hiển rõ ràng, biện biệt hiển rõ nghĩa thô khiến hiểu nghĩa thâm sâu. Lời nói khéo giải thích vấn nạn, thành tựu lời nói khéo léo khiến lìa 5 chủng vấn nạn. Lời nói khéo phân tích, ở nơi mỗi một pháp khiến tăng một đạo lý, cho đến phân chia làm 10 chủng, hoặc lại hơn đây, như nói nương ba pháp hoặc nương bốn niệm trụ cho đến nói rộng. Lời nói khéo tùy thuận khiến dẫn nhập, chỉ khéo giải thích hiển hiện pháp khế kinh ứng tụ, chọn chẳng dẫn tả luận ngoại đạo khác. Lời nói khéo dẫn chứng khác nhau, tức là dẫn chứng kinh khác để thành lập sở thuyết. Lời nói biện tài thù thắng, theo điều mình đã lãnh thọ mà khéo phân biệt nghĩa. Lời nói nương theo tông, nương mà đát lý ca mà phân biệt hiển thị, hoặc nương sở thuyết ngôn giáo không điên đảo của người như lý giải thích. Lại nữa, đối với chúng tại gia, hiện tại thuyết chánh pháp cần xưng khen các thiện hạnh, vì chê các ác hạnh, vì khiến kia dừng nghỉ và tiến tu. Đối với chúng xuất gia, hiện tại thuyết chánh pháp cần nương bà học là tăng thượng giới, vì khiến kia nhanh chóng hân lạc. Đối với chúng tịnh tín, hiện tại thuyết chánh pháp cần nương uy đức rộng lớn của thánh giáo, khiến kia tăng trưởng bội phần. Đối với chúng tà ác, khiến kia sành tín. Đối với chúng trung gian, khiến kia sành tịnh tín.